kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu thường kỳ tháng 9 năm 2019. Tới dự có đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, đại biểu các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Trịnh Ngọc Hải, Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên các nội dung, thông tin thời sự thế giới, trong nước, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện, phổ biến, quán triệt các văn bản của Huyện ủy và Ban tuyên giáo huyện, báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019, tiến hành thảo luận, đánh giá tình hình kết quả 9 tháng và bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Buổi sinh hoạt chi bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã được thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn theo quy định của Đảng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đồng thời giúp cho các chi ủy, chi bộ cơ sở nắm chắc, trình tự các bước trong tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, có tính hệ thống, đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở định hướng chung, bộ khung trình tự của Trung ương, của tỉnh ủy về tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy mong rằng quá trình thực hiện nghị quyết phải thường xuyên xem xét, kịp thời điều chỉnh những nội dung công việc không phù hợp hoặc báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với Huyện đoàn Than Uyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ đoàn làm công tác giảm nghèo năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có gần 40 học viên là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành đoàn các xã thị trấn trong huyện. Trong thời gian một ngày, các học viên được tiếp thu một số nội dung cơ bản như kết quả công tác giảm nghèo của nước ta trong những năm vừa qua, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phương hướng nâng cao chất lượng thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2019. Quy trình rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ hàng năm. Quy trình phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động, nhận ủy thác vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, vai trò của thanh niên trong công tác giảm nghèo. Với những kiến thức được tiếp thu, giúp cho các đồng chí cán bộ đoàn cơ sở nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác giảm nghèo, nắm rõ vị trí, vai trò của thanh niên trong công tác giảm nghèo. Từ đó xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2019, Hội Người cao tuổi thị trấn đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 và tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Cầm Xuân Xanh, trưởng ban đại diện Người cao tuổi huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Quốc tế Người cao tuổi, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Hội Người cao tuổi thị trấn có 507 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Trong năm qua, hội luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Ban Thường vụ hội và các chi hội khu dân cư đã làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ hội viên 70 tuổi trở lên với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng ủy thị trấn và đồng chí Cẩm Xuân Xanh, trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện, đánh giá cao những đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của người cao tuổi trong thời gian qua. Các đồng chí mong rằng thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác người cao tuổi, giúp người cao tuổi được hưởng đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi ốm đau, bệnh tật, cô đơn. Bên cạnh đó, hội cần quan tâm kết nạp hội viên mới, củng cố hội vững mạnh để tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý, phẩm chất tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, trong những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân xã Tà Mung đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.
đồng thời thu gom rơm rạ làm thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông sắp tới. Có mặt tại xã Tà Mung, có thể thấy rõ không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân trong xã. Ai cũng vui mừng phấn khởi bởi năm nay năng suất và sản lượng lúa cao hơn so với vụ mùa năm trước. Vụ này gia đình anh Vừa A Thinh ở bản Hô Ta gieo cấy gần 1.000 mét vuông lúa LC270. Tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh nên cây lúa của gia đình anh phát triển tốt. Hiện nay, anh cùng các thành viên trong gia đình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để tiếp tục sản xuất vụ đông. Anh Vừa A Thinh, bản Hô Ta, Tà Mung chia sẻ. Bây giờ thì mùa này thì nó trồng lúa ngô này thấu này thì nó đẹp hơn, nó giá cao hơn. Bây giờ này bá thì nó đều tin nhau đấy đấy. Vụ mùa năm nay, xã Tà Mung thực hiện gieo cấy 325 hecta lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cơ cấu giống chủ yếu là nhị ưu 838, LC270, Z02. Trong quá trình sản xuất, xã Tà Mung gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và một số loại sâu bệnh như đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, gây hại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tập trung của Ủy ban Nhân dân xã và sự hỗ trợ kịp thời từ các phòng ban chuyên môn của huyện, nhân dân đã làm tốt công tác phun thuốc phòng trừ, đồng thời tích cực chăm sóc cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trong xã đã hoàn thành thu hoạch 30% diện tích, năng suất đạt gần 50 tạ một hecta, tăng 3 tạ so với vụ mùa năm 2018, sản lượng trên 1.400 tấn. Anh Hoàng Văn Thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Tà Mung đang tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, chủ động thu gom, dự trữ rơm rạ làm thức ăn cho gia súc, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ thu đông năm nay, xã Tà Mung thực hiện gieo trồng 102 hecta ngô, đạt 100% kế hoạch đề ra, tập trung ở diện tích đất đồi của 11 thôn bản trên địa bàn. Cơ cấu giống chủ yếu là các loại ngô lai chất lượng cao như CP333, CP3Q. Với sự chủ động của nhân dân trong công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại nên cây ngô sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay trà sớm đang trong giai đoạn chỗ cờ, trà chính vụ đang trong giai đoạn từ 7 đến 9 lá, trà muộn đang trong giai đoạn từ 5 đến 7 lá. Hiện nay nhân dân trong xã đang tích cực làm cỏ, vun gốc, bón phân, tạo điều kiện cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt nhất, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm học qua, trường mầm non xã Phúc Than luôn xác định việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tăng cường sức khỏe cho trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trường mầm non Phúc Than nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Năm học 2019-2020, trường mầm non xã Phúc Than có 81 cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện công tác nuôi dưỡng 32 lớp với 854 trẻ ở 10 điểm trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch công tác trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý tại các điểm bản trong việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện cho trẻ. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của trẻ, rèn luyện cho trẻ có ý thức tốt trong ăn uống, thao tác vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Cô giáo Nguyễn Thị Hải cho biết.
Ngoài cái việc chăm sóc trẻ ở trên lớp thì giáo viên chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền với các bậc phụ huynh về những cái phương pháp để chăm sóc trẻ ở nhà, và nhất là quan tâm đến những cái bữa ăn của trẻ đảm bảo cái chất dinh dưỡng để đảm bảo cho các cháu có đầy đủ cái sức khỏe khi lên lớp. Và đặc biệt là những cái cháu mà bị suy dinh dưỡng rồi thấp còi thì có những cái chế độ ăn phù hợp nhất để cho các cháu phát triển một cách toàn diện nhất ạ. Để đảm bảo cho trẻ phát triển khỏe mạnh, nhà trường luôn chú trọng tới chế độ dinh dưỡng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, an toàn, hợp vệ sinh, lựa chọn hợp đồng với những đơn vị cá nhân cung cấp thực phẩm sạch, an toàn. Bếp ăn thực hiện theo đúng quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo 10 quy tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Đoàn Thị Hợi, nhân viên cấp dưỡng cho biết. Để đảm bảo những bữa ăn cho trẻ phù hợp theo các mùa thì chúng tôi là nhân viên cấp dưỡng tham mưu với ban giám hiệu nhà trường xây dựng thực đơn để đủ chất dinh dưỡng cho trẻ ăn. Thế còn về chế biến thì chúng tôi chế biến theo đúng quy trình một chiều và chúng tôi làm đúng theo 10 nguyên tắc vàng mà bên nuôi dưỡng đã được đi tập huấn và được học hàng năm. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ, nhà trường luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa với nội dung giáo dục hướng đến mục tiêu hình thành, phát triển tư duy, kỹ năng cho trẻ. Sau sáp nhập đơn vị trường học, mặc dù gặp phải một số khó khăn nhất định, tuy nhiên, bằng những giải pháp hiệu quả, nhà trường đã khắc phục khó khăn, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Sau khi sáp nhập thì trường mầm non xã Phúc Than chúng tôi gặp một số khó khăn như là địa bàn quản lý thì rộng, số lượng học sinh thì đông. Và có một cái khó khăn lớn nhất nữa là đời sống kinh tế của một số hộ dân là còn gặp nhiều khó khăn. Một số thôn bản đã cắt cái chế độ ăn trưa cho học sinh. Đấy, từ những khó khăn trên thì nhà trường chúng tôi đã đề ra một số những cái giải pháp để khắc phục, như là tăng cường hơn nữa, tích cực hơn và linh hoạt hơn trong cái công tác vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa con em ra lớp, thế rồi là nâng cao cái chất lượng bữa ăn cho trẻ bằng cách là trồng rau xanh tại 10 trên 10 điểm bản, thế rồi huy động cái làm tốt được công tác xã hội hóa từ các nguồn như là các cái tổ chức từ thiện để nâng cao cái chất lượng bữa ăn cho trẻ và nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Trong những năm học tiếp theo, trường mầm non xã Phúc Than tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc, khuyến khích động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần ươm những mầm non cho sự phát triển của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.